Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Ma Mộng Miền Tây sống ở Sài Gòn. Hôm nay á, Mộng mời mọi người cùng vào bếp làm món cá cơm kho với thịt. Thịt ba chỉ nha mọi người. Cá cơm Mộng mua về Mộng bóp muối với chanh cho nó sạch hết tanh, thịt cũng vậy. Rồi Mộng để cho nó ráo. Xong rồi Mộng đâm tỏi ớt hành. Rồi cái đây là Mộng có tỏi có ớt. Anh Thái nè, lần nào cũng vậy á, kêu mua đồ cho mẹ cái là không mua hành lá. Đó, hôm nay Mộng sẽ làm món cá cơm kho quẹt nha mọi người. Bây giờ Mộng cho chảo lên bếp nè nha. Mà Mộng mau cho đường vô rồi Mộng sẽ thắng nước màu cho mọi người. Mộng cho một ít dầu vô, cho một ít dầu vô rồi Mộng cho một trong ít dầu. Cái này tỏi với ớt Mộng đâm nhuyễn để Mộng thử tỏi cho nó thơm mọi người. Cho một ít tỏi. Cái này thử cho nó thơm. Thơm xong rồi Mộng bây giờ Mộng thắng nước màu. Nó có màu rồi là Mộng sẽ bên đây là Mộng thử tỏi cho nó thơm. Tỏi ớt hành tây. Khi nó gây nước màu mà nó lên màu rồi nó thơm thì Mộng sẽ cho thịt vô trước, mình xào cho nó săn rồi Mộng mới cho cá vô. Mộng bớt trực tiếp luôn nha mọi người. Vào đây nước màu mình nó đã lên màu nha mọi người. Một bên là Mộng nó thắng đường, nước màu mình lên màu cho nó có màu. Còn bên đây là tỏi với ớt hành tây Mộng đâm nhuyễn rồi Mộng thắng chung cho nó thơm nha mọi người. Đường mình nó một bên là đường Mộng nó thơm lắm nha mọi người, chứa hòm ở đây đường của Mộng. Bên đây là Mộng nó chuẩn bị lên màu nha mọi người, cho đậm đậm xíu thôi, đừng có đen quá nó bị khét là đắng nha mọi người. Rồi bên đây tỏi thì đã vàng, rồi bên đây cái nước màu của mình nó cũng đã lên hai muỗng đường nha mọi người, hai muỗng canh đường Mộng thắng nha mọi người, thắng nước màu. Và bây giờ đường nó đã lên màu chút xíu đi cho nó đậm. Cho cá cơm như luôn nha mọi người. Mộng cho cá cơm nhiều luôn nha mọi người. Mộng cho một muỗng hộp. Mộng cho một xíu muối. Rồi Mộng cho nước mắm nha mọi người. Cho một chén nước mắm. Mộng cho tỏi ớt thì vô luôn. Rồi Mộng xới lên nha mọi người. Màu mình tự thắng nó ra cái màu đẹp đó mọi người. Mà nãy Mộng lo cái nồi rau á mọi người. Màu nó hơi đậm á mọi người. Mà nó sao. Nãy giờ Mộng chưa có bỏ nước mà mình cũng phải cho nước nha mọi người. Thịt nó mới mềm. Cho nửa chén nước. Rồi cho sôi to lên, bắt đầu mình cho sôi nhỏ nó kẹo lại. Cá cơm kho tiêu của mình nó vừa ăn mọi người. Và đây là Mộng chuẩn bị rau, cải nồi, ổ que nè mọi người, cà chua, bầu của cái đỏ, rau đủ thứ nha mọi người. Mộng sẽ nước sôi rồi nè, nước sôi rồi Mộng sẽ cho một muỗng bột ngọt, nửa muỗng cà phê muối nha mọi người. Rồi Mộng cho rau vô luộc mọi người. Cho cái nồi trước đi, cái nồi một lát nó chín trước á mọi người, cái nào chín trước Mộng cho trước đi. Trong khi Mộng chờ cho cá chín, Mộng sẽ qua luộc rau nha mọi người. Rau luộc của Mộng nãy giờ Mộng luộc cả nồi trước. Luộc cả nồi xong rồi Mộng sẽ luộc cà chua, cái bầu với ổ qua nha mọi người.
trong khi chờ đợi cá kho. Sa luộc rau mình, rau mọng luộc mình có bỏ muối, cái kho hồi nãy mọng chưa bỏ đường mọi người, nó mọng cho thêm một miếng đường mọi người, nó cho thêm chút xíu muối, nó chưa có được đủ độ mặn. Trong khi mộng chờ cá mình nó quẹt lại, mộng sẽ luộc bầu. Và bây giờ cá cơm của mình nó đã kẹo lại cho mọi người. Mộng đêm nữa, mộng chờ ớt. Và bây giờ cá kho của mộng đã chín nha mọi người. Mộng bỏ tỏi, không có hành lá mộng. Cá cơm kho tiêu thịt ba chỉ của mộng đã chín. Mộng cho một ít tiêu vô. Còn bên đây là món bầu của mình, bầu luộc nha mọi người, bầu nó cũng vừa chín rồi, mình sẽ gấp ra nha mọi người. Bầu ổ qua cà chua, bây giờ cá mộng đã chín nha mọi người, mộng sẽ gấp rau ra. Mời mọi người cùng ăn cơm với mộng nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của Mộng. Mọi người thấy hay thì đăng ký kênh, chia sẻ thả tim cho Mộng nha. Và ấn vào cái chuông. Trời ơi, Mộng tắt lửa đây, nó khét mọi người. Ấn vào cái chuông, đăng ký kênh cho Mộng nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của Mộng. Chúc mọi người làm thành công món cá cơm kho tiêu thịt ba chỉ, kho quẹt nha mọi người. Và món rau luộc, đủ thứ lộn xộn, cà chua, ổ qua, cà rốt, cái nồi nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video của Mộng. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Cảm ơn mọi người rất nhiều, mọi người đã yêu thương ủng hộ Mộng. Nhớ đăng ký kênh cho Mộng nha mọi người.